Chúc đại gia đình chúng ta an lạc quý vị. Mỗi buổi sáng chúng ta công phu một thờ, mình lên chánh điện để mình tu tập tại gia đình, giống như mình được bồi dưỡng cái tâm từ bi hỷ xả của mình. Nghĩa là mỗi thờ tu mình tu tập là để bồi dưỡng cái tâm từ bi hỷ xả cho mình. Và khi mình được bồi dưỡng cái tâm này thì quý vị thấy mình không có khổ. Nhớ nghe. Nếu như mình được bồi dưỡng cái tâm này thì thấy mình không khổ. Còn nếu như mình thiếu cái tâm từ bi hỷ xả thì mình nặng nề lắm. Chữ hỷ là vui vẻ, vì xả là buông xuống những điều hờn giận hận trách. Mà mỗi thờ buổi sáng là cái khởi đầu của một ngày, mà mình lên mình tu một thờ gì nó tích cái năng lượng đặc biệt lắm. Rồi mình mỗi thờ mình lên mình tu được trong một ngày đó, mình rủ những người mà người ta rảnh rỗi người ta tu chung, hoặc rủ người ta tại nhà người ta vô tu chung. Không mà lên cái room này vui á, như ta thấy vui rõ ràng luôn mà. Mấy chị em phụ nữ mà gặp nhau trên room này kết bạn vui ghê. Tu xong rồi chào nhau rồi, nó thật sự tư tưởng rất tích cực. Hay thiệt là hay. Mà khi vị đã lên cái room này vì tu rồi, vị thấy giống như nó bị ghiền. Lên nó vừa vui rồi vừa niệm Phật, tư tưởng toàn là tích cực cơ mà. Thì vị coi từ là ban vui, bi là cứu khổ, hỷ là vui vẻ, xả là buông xuống. Thì từ nơi đó mà bản thân mình, ví dụ như có những người người ta tạc nguyền đi, mà người ta niệm Phật đi, giết người ta không có bị giống như người ta bị thấy giống như người ta thôi xúc người khác, rồi trốn tránh, rồi thấy mình xấu xí, hoặc là mình không dám gặp ai. Nó không còn cái tâm đó nữa. Tại vì vui vẻ và buông xuống thì nó không còn cái tâm đó nữa quý vị. Nên có những người người ta bị buồn vì số phận của người ta mà người ta ẩn nấp luôn, trốn người. Nhưng mà mình đưa cho người ta cái pháp tu, rồi người ta nghe được những công đoạn này, tự nhiên con người người ta phấn chấn lên. Tại vì được làm người đã là quá quý rồi. Được làm người đã quá quý rồi. Trong lục đạo luân hồi này thì thí dụ như nếu mình sanh vào những cái loài súc sanh hạ cấp, ruồi muỗi kiến gián đâu, thì cũng là một chúng sanh đó quý vị, cũng là loài động vật, thì chúng ta bị thiếu phước khổ quá. Nhưng mình sinh được làm người cũng là một loài động vật, mà là động vật cao cấp, thông minh và trí tuệ. Thì mình lỡ thiếu phước một chút, bị tặc nguyền, hay bị miễn méo, hay bị lé, hay bị cái gì đó nó lục căn thiếu thốn, thì bản thân của mình cũng phải sống để cố gắng tu nhân tích đức, tu tâm á, để những cái đời sau này bản thân của mình được tái sinh nó sẽ tốt hơn. Còn nếu như mình không chấp nhận số phận, mình buồn chán, mà đã là buồn chán thì nó tiêu cực, rồi buồn chán mà thấy người ta vui vẻ thì có những người mình không biết tu mình lại trách móc. Đó đó đó, cái tâm đó nó đẩy mình đời sau không được thân người luôn, không được thân người luôn. Nên Phật pháp nó có một cái lý giải cực kỳ hay để cởi mở tâm tư những người bị tiêu cực, thấy không? Nên mình đem Phật pháp mà mình hướng dẫn cho người ta, mình chỉ người ta, quý vị biết rằng cái phước báo lớn nhất nên gọi là bố thí pháp là công đức thù thắng nhất. Pháp là phương pháp, phương pháp để giải tỏa cái khổ đau. Bây giờ mỗi một người chúng ta ngồi suy nghĩ, mình chỉ cần mang một cái tâm hờn trách thôi là mình đã hận thù rồi. Chỉ cần mang một cái tâm hờn trách thì nó là hận thù. Mà mang cái tâm hờn trách này nó là một ý niệm, mà cái ý niệm này nó sẽ dẫn dắt mình, nó đi đến sự khổ đau. Bây giờ Phan nói đi đến đâu, trước nhất chúng ta ở cõi này mình đã khổ rồi đó.
Người mà mang tâm hận thù là ở cõi này mình đã là đang khổ rồi đó. Quý vị sẽ không bao giờ có một nụ cười tròn vẹn. Khi vị mang tâm hận thù, vị sẽ không bao giờ có một nụ cười tròn vẹn. Trước mọi người vị có cười đi chăng nữa cũng là nó bị giả hay sao đó. Còn khi không có mọi người, quý vị sẽ rất đau khổ. Quý vị biết rằng có những con người mình thương người ta rất thương, nhưng mà mình hận người ta cũng rất hận. Cái này gọi là thương hận lẫn lộn. Thương hận lẫn lộn. Nên cái người mà mình nghe đạo, mình phân tách ra được cái thương và cái hận, để mình thấy lúc mình mang tâm thương yêu, mà cái tình thương yêu này nó có ôm chấp, và tình thương yêu nó có thả lỏng cái tâm ra. Những tình thương yêu nó có cái khổ đau ở trong, quý vị. Nhưng nếu mà mình nghe đạo thì mình dùng cái tình thương yêu tự nhiên, cái tình thương yêu tự nhiên, không có cái tình thương yêu mà tình chấp, thì mình sẽ vui lắm. Tại vì mình có cái tình thương yêu bao la, quý vị. Thấy không? Nó, nên từ nơi đó mà cái tình thương yêu đó nó giúp cho mình an lạc lắm. Còn nếu như mà mình mà không nghe đạo, mình thương yêu nhưng mình gò bó, tình chấp. Nên khi cái gì mà không vừa lòng mình là mình sẽ quay lại hạn. Nên có những người thương hận lẫn lộn. Người này sẽ sống loạn tâm lắm. Sống loạn tâm lắm. Nên mình bản thân mình phải căng mỗi ngày quân tập có vật hiệu này. Để nó có một điểm trụ. Nó có một điểm trụ. Con người chúng ta là thường nó phân tán loạn tâm. Nên chúng ta cần có một điểm trụ. Mà điểm trụ tuyệt vời nhất để phát ra niềm vui là trụ ngay câu A Di Đà Phật. Trụ ngay câu A Di Đà Phật rất hay. Đó. Thí dụ như buổi sáng đi, mình tu trên không trung mà vì thấy máy bay mà lâu lâu bay mà cái đường bay người ta đã định vị sẵn hết rồi đó. Nhưng mà lâu lâu cái đường bay, ngay cái đường bay bay ngang đường bay đó, nó lại có gió bão hoặc mây gì nó che chứ, người ta phải chuyển hướng bay. Nên người ta định vị hướng bay, ví dụ như từ thành phố ra tới ngoài Bắc. Nhưng mà gặp sự cố gì trên đường bay, người ta phải chuyển hướng bay để giữ an toàn. Thì vị biết rằng là cái room trên mạng không trung này cũng vậy. Lâu lâu cái đường truyền của nó lâu lâu cũng bị gió bão một cái, nên nó cũng chuyển hướng. Thì khi nó chuyển hướng mình phải an định, mình đừng có nháo nhào. Khi nó chuyển hướng là nó tạm dừng. Gọi là có những khi chuyến bay người ta là đúng 8 giờ bay, nhưng mà vì gió bão người ta phải hoãn chuyến bay để giữ an toàn. Đó. Nên mình phải an định ngồi chờ đợi. Chứ không có được vừa ngưng cái là mình chạy. Mình chạy không được. Nên mình phải an định ngồi đó niệm Phật. Mình ngồi niệm Phật mình chờ đợi một chút đi. Thì cũng là công phu, mà công phu đó là công phu thứ thật. Vì khi gặp sự cố đường truyền thì chúng ta lại ngồi đó niệm Phật. Người ta sẽ bên đây, người ta đang xử lý sự việc. Còn nếu như mình nháo nhào chạy đôn chạy đáo, bấm qua trang này bấm qua trang kia, không giữ vị trí ổn định, thì một chút khi mà trở lại cái room 1 đầu tiên thì những đứa thấy rằng là những người đã bị mất tiêu. Những người ở dưới chạy lên, như ví dụ như cô Liên Hiền đồ này nè, những đức thấy hôm nay lên trên được nè, thấy chưa? Nó rồi bà Liên Thu nè, bà chạy lên trên nè, nó thấy chưa? Nên cô Thủy nước ngoài chạy lên trên được nè, nó thấy chưa? Bất chợt nó thấy chưa? Chạy lên trên. Nó thấy không? Đó là cái đường truyền ảnh hưởng chút thôi mà một số người đã dễ dao động chạy lang thang, cuối cùng chạy mất tiêu luôn. Nên khi mà cái đường truyền room nó có vấn đề, phải ngồi đó niệm Phật để chờ đợi. Vị trí nào giữ yên vị trí nấy. Nó, dù cho hết giờ mình cũng là ngồi niệm Phật. Vì sao? Mình như vậy mình sẽ giữ được sự an định. Thí dụ như bây giờ khi cái cuộc sống nó có cái gì đó lộn xộn, chúng ta mà an định được là mình hơn người. Đó. Nghĩa là tập mình trong từ khóa tu và tập mình trong cuộc sống luôn. Khi một sự cố gì người ta chạy đôn chạy đáo, còn mình an định,
gặp một cơn bão hay gặp một cái chặng sóng thần gì, mình đã biết nếu thọ mạng mình đến là mình phải phải chết. Con người mình an định được chỗ nào để mình niệm Phật? Nếu thọ mạng mình đến thì Phật ấy là rước mình giáng sanh. Nên cái người thành tựu của đường giáng sanh là phải an định, không có dễ dàng bỏ vị trí, hiểu không? Đó, nên ngồi đây tu cũng vậy nè, an định hay không đó, là quý vị đó. Ví dụ như một thờ tu một tiếng, nếu mà lỡ mạng nó có cái gì thì ngồi đó niệm Phật đúng giờ hồi hướng nghỉ vậy đó. Mình như vậy lâu lâu nó có sự cố đi thử mình đó. Nó giống như bây giờ mình niệm Phật mà nhiều người đưa cái cách tu này cách tu kia lên ngon lành, đưa lên trước mặt mình, bản thân chúng ta vẫn an định niệm Phật. Đó gọi là tín nguyện niệm Phật không bị dao động. Dù quý vị với những đứa không gặp nhau, nhưng quý vị thấy cái pháp niệm Phật này lợi ích là ngay chỗ nào? Khi bị hành trì á. Khi mình hành trì mình thấy mình lợi ích, thật sự quý vị vào cái room này bị tu, chính bản thân những đức hành trì nè. Chính bản thân những đức hành trì nè. Những đức thấy nó tu nó an lạc, nó tuyệt vời như thế nào á. Mà gì nó thèm luôn đó quý vị. Mà cái người mà tu với quý vị này, những đức là người đứng chính tu nè. Mà những đức tu còn cảm giác được điều này là những đức tin 100% quý vị an lạc không nói chứ. Còn nếu như những đức lên tu mà những đức ngang thì là ngang, những đức chán thì là chán. Bữa đực bữa cái, bữa tu bữa không tu là quý vị biết là cái pháp tu này không đạt. Còn những đức mà đã lên tu mà tu suốt được luôn, cái này không có nói đến cái chuyện mà những đức phải gán gì hết. Gán là sẽ bỏ cuộc, nhưng mà những đức thèm và tu an lạc nên những đức tu suốt luôn. Nó an lạc quý vị. Cái thời khóa nó quá khỏe. Thì coi sáng tối thì được địa chung, tu xong còn niệm Quan Âm này kia đầy đủ đúng không? Nhưng quý vị thấy những đức tính chưa? Mấy cái thời kia vậy thấy không? Lễ Phật xong là quỳ xuống nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đồng vào thành Phật đạo. Một cái vèo giữ sự an lạc đó liền. Vì biết có những nơi người ta tu tập mà người ta không thấy được chỗ này để người sống nó ảnh hưởng cho người chết nè. Khi tu xong một thờ nội mà cái hồi hướng thôi, mất sạch sự an lạc luôn. Thì đã là người sống không còn an lạc, lấy gì người chết được nhờ. Những đức hỏi quý vị nè, quý vị không có cơm ăn, quý vị chia cơm cho người ta được không? Không có đâu. Quý vị không có nhà ở, làm gì cho nhà người ta ở. Nên cái người sống là cái người có, rồi người chết mới nhờ. Tại vì người sống là người tạo ra, người chết là người được hưởng. Được hưởng là được hồi hướng, hiểu chưa? Nên khi mà tu xong có những nơi không đi chỗ này đâu. Vì một số người thôi. Mà khi tu xong nội đọc hồi hướng không mà đọc. Ví dụ như tu 40 phút đọc hồi hướng gần nửa tiếng. Quý vị ngồi đó rê ra ngồi đó còn đâu an lạc đây. Nó mất sạch luôn sự an lạc của một thời tu. Mà mất luôn sự an lạc đó thì nó ngao ngán. Thì lấy đâu mà hồi hướng cho người đã chết. Đây là cái kinh nghiệm. Kinh nghiệm dữ lắm luôn. Nên vì thấy những cái thời tu mà xong rồi là hồi hướng một cái, những cái vèo là những đức phải chấm dứt liền. Tại sao? Giữ sự an lạc đó thì người ta mới có. Thì nguyện đem công đức này, công đức mình tu niệm Phật, hồi hướng về khắp tất cả, là tất cả là mọi người, đệ tử và chúng sanh. Đệ tử là mình, chúng sanh là tất cả chúng sanh, ông bà cha mẹ, thân bằng quý thuộc hay chúng sanh ở qua địa cầu này hay mười phương khắp pháp giới, đồng cho thành Phật đạo là bình đẳng, cực kỳ đầy đủ luôn, quá đầy đủ luôn. Nó nên quý vị biết rằng thí dụ như một cái pháp hội gì đó, người ta bỏ ra số tiền gì đó, mình phải dị người ta và đọc tên người ta. Nhưng quý vị biết trong đó dù người gì, dù người ta bỏ ít nhưng mỗi người cũng chút. Bây giờ quý vị dị đọc một tên như này thì nói đó là thù thắng chưa chắc. Vì khi đọc một tên người này thì rất nhiều người mang tâm niệm, mang tâm niệm, ôi sao không đọc tên người thân tôi ta. Đó. Mà nhiều người mang tâm niệm đó, mà tâm niệm đó gọi là tạp tâm. Mà tạp tâm nó đã phát lên thì cái tên người kia được đọc ra đó sẽ bị tổn vô cùng. Tổn rất là lớn. Nhưng nếu một bài hồi hướng kia thì cực kỳ là viên mãn. Gọi là bố thí không thấy. Không thấy mình bố thí. Không đặt vấn đề. Trong nhà Phật đó gọi là công đức viên mãn. Mà công đức thì sanh phước báo rất là lớn. Đó. Nên quý vị biết rằng là mỗi một cái thờ mình tu xong, quý vị nghe những đức nói chuyện là đang bổ túc cho quý vị về tịnh độ. Và cho quý vị một cái góc độ hiểu biết. Có nhiều người nói rằng thôi tu xong thờ giọt. Một thời gian nó giọt luôn. Vì sao? Vì nó không được giải mã
những cái thứ mà chúng ta đang bị giống như đang bị bế bên trong ấy, hiểu chưa? Có nghĩa là Phật pháp là nó giải mã được cái tâm mình, hiểu chưa? Rồi mình thông tâm rồi mình tu tập nó mới được sự an lạc. Nên gọi là hành giải. Nếu mình hành không mà mình không giải thì nó không giải mã được cái tâm thì khó hành. Nên hành giải tương ưng là như vậy. Nên cái pháp niệm Phật này là cái pháp nhân sinh. Quý vị, khi có những người người ta đem tịnh độ này chia sẻ, người ta nói chánh văn về tổ sư luôn, chưa chắc. Quý vị phải nhớ kỹ, tại sao Phật pháp từng thời cuộc lại chú giải. Có những bộ kinh, có những bộ sách người ta chú giải lại. Vì sao? Vì chú giải để phù hợp vào cái thờ đại con người đó. Nên lời tổ sư là trí tuệ. Mà là trí tuệ thì phải cần chúng ta giải thích làm sao cho phù hợp vào cái thờ đại con người đang sống đó. Phù hợp. Thí dụ như thờ của Ngài Vị Viễn, có thể Ngài tu theo cái cách của Ngài và thờ khoáng của Ngài tu gì. Nhưng thờ của chúng ta phải nhìn vào con người thời đại này và đưa ra thờ khóa làm sao cho người ta phù hợp và tu được. Đó mới là thật sự trí tuệ đó quý vị. Đó, nên phải nhớ đó. Nên có những người còn rất trẻ, còn rất là nhỏ tuổi, họ nói lời tổ sư giống nguyên văn vậy, bị cho đó là phi thường, chưa chắc. Vì sao? Vì Phật pháp nó cần phải lý giải ra cuộc sống nhân sinh. Nó lý giải ra cuộc sống nhân sinh và nó đem Phật pháp nó áp dụng vào nhân sinh. Và có người tu học nó phải gặp những sự trở ngại, sự cố. Ở trong sự trở ngại, sự cố giống nãy mà cái rung mình đang tu tự nhiên đứng rung lại. Nó giống như người ta quyển chuyển được máy bay, người ta định vị, người ta bay đường đó. Nhưng mà khi gặp sự cố, người ta phải chuyển đường khác. Cái đó mới là cái khả năng bay giỏi. Còn nếu một người chỉ biết bay thẳng, dù là sự cố cũng bay luôn, vậy thì người phi công này nguy hiểm quá. Nên Phật pháp nó là sự quyển chuyển. Đường này không được thì đường kia, đường kia không được thì đường nọ. Xuất gia này vào không được thì cư sĩ niệm Phật, thấy không được thì làm người xuất gia. Ở nhà niệm Phật không được thì là chùa, đến chùa niệm Phật không được thì ở nhà. Chỗ nào có sự trở ngại thì chúng ta tìm nơi đỡ trở ngại mà niệm Phật mà tu. Thấy không? Có nghĩa là quý vị đừng nên chấp cứng một điểm gì quá nặng. Quý vị hãy đọc sách của Ngài Pháp Nhiên Thượng Nhân đi, rồi vì sẽ thấy sách của Ngài viết để lại dù mấy ngàn năm sau vẫn là phù hợp đối với con người. Và càng về sau càng phù hợp với con người hiện đại. Thì đọc cái đoạn sách của Ngài Pháp Nhiên Thượng Nhân á, các vị sẽ thấy cái tâm từ bi của các ngài lớn vô bờ bến. Quá từ bi. Đọc một cái là thấy mình có cơ hội niệm Phật giảng sanh. Giống như quý vị nghe những đức nói chuyện là quý vị thấy quý vị có cơ hội niệm Phật giảng sanh. 10 năm sau, 20 năm sau, những đức gặp một chàng thanh niên. Hô. Chàng thanh niên này quậy vô cùng ở ngoài đời, hư hỏng, cha mẹ mất sớm, rất hư. Chàng thanh niên này ăn nhậu bê tha. Chàng thanh niên này muốn tìm đến Phật pháp để sửa đổi lỗi lầm. Chàng thanh niên này gặp những đức, chàng thanh niên này nói: dạ thưa thầy, con là một thanh niên hư hỏng bê tha ngoài đời, không gì mà con không sai, đủ thứ loại thể loại con sai hết. Con thấy Phật pháp quá tuyệt vời, con thích, nhưng con thấy con bước vào cửa Phật con cảm thấy bị dơ bẩn quá, con không thể nào tiếp nhận được Phật pháp, con không tu tập được gì, con quá hư. Nhưng đức nói rằng con người có hư cỡ nào thì Phật pháp vẫn không bẩn, vì chữ Phật là giác ngộ, chữ Phật là không bị dính dáng gì hết. Nên Đức Phật độ là độ con người hư, chứ con người mà không hư thì Đức Phật là độ làm gì. Nên Đức Phật còn tại thế có một cái địa phương hư không tưởng tượng được, thì Đức Phật cử đệ tử đến đó độ cái địa phương đó. Vì sao? Vì cái địa phương nó quá hư. Nên đạo Phật á, là độ con người hư, có người sai. Nên mình, người ta đi đến chùa mà người ta chưa biết này biết kia, mình không cho người ta ở, thì quý vị coi nó còn gì là từ bi nữa hả quý vị? Vì đạo Phật là nó độ là độ ngay con người hư. Nên cái người hô đó gặp những đức nói: con hư cỡ nào
nó con hư như vậy như vậy như vậy. Nhưng Đức nói rằng ta còn hư hơn con nữa. Mày hư chỗ này tao hư hơn mày. Mày hư chỗ này tao hư hơn mày. Mày hư chỗ này tao hư hơn mày. Vì con vô tới trong chùa con chẳng còn hư, tao trong chùa còn hư hơn mày, tao còn dữ hơn mày nữa. Cuối cùng tao ra tao làm cư sĩ nè. Vậy thì con học Phật được hả thầy? Được. Vì tao hư mày tao còn học Phật được, tao còn an lạc được. Bây giờ tao được rất nhiều người quý trọng tao, nhưng mà tao cũng nói rõ ràng là tao hư. Nhưng tao vẫn bước vào cửa Phật được. Vì sao? Từ bi hỷ xả. Đạo Phật là gì? Từ bi và hỷ xả đều cho chúng ta cơ hội. Nên Đức Phật nói một câu rất tuyệt vời: quay đầu là bờ đó những đứa con. Thấy chưa? Không phải những đứa con mà là tất cả chúng sanh quay đầu là thấy bờ bến. Dù con có sai bao nhiêu lần, con chỉ cần có mục tiêu quay đầu là con sẽ thấy bờ bến. Luôn luôn con có cơ hội. Nên quý vị hãy áp dụng cái câu từ bi hỷ xả vào cái cuộc đời quý vị và với tất cả chúng sanh và con cháu gia đình người thân của mình. Từ bi hỷ xả. Nên những Đức nói mỗi buổi sáng vị tu là đang bồi dưỡng cái tâm từ bi hỷ xả cho quý vị. Có được cái tâm này thì quý vị sẽ an lạc vô cùng. Quý vị sẽ không thấy mình thiệt thòi và cũng không thấy mình mặc cảm, xấu xí, nghèo, thiệt thòi gì cả. Hiểu chứ? Đây là những điều những Đức chia sẻ, nó cực kỳ xác thực luôn. Nó rất là xác thực luôn. 10 năm sau, 20 năm sau, nếu những Đức còn sống thì quý vị biết những Đức gặp bất cứ một con người hư cỡ nào, bây giờ thôi những Đức đã là rất nhiều người, những Đức đã cho người ta cơ hội hết. Không chỉ 10 năm sau, 20 năm sau, mà khi những Đức từ trong chùa mà bước ra làm cư sĩ này thì quý vị biết 10 năm, 20 năm sau những Đức sẽ trở thành một con người mà bất cứ người nào gặp những Đức nói học Phật được không, những Đức đều nói được. Cỡ nào cũng được. Nên quý vị coi Đức Phật từ bi vô cùng, đệ tử Đức Phật đều có thể hiện hết. Như bà Liên Hoa Sắc, bà là kỹ nữ, bà hại không biết bao nhiêu gia đình tan nát. Cuối cùng bà đến bà học Phật là Đức Phật cho bà cơ hội. Ông vô não, ông giết quá trời người ta luôn. Đến Đức Phật ông còn đuổi theo ông giết luôn. Nhưng khi ông đến quy y với Phật, Phật nói ông tu được. Có người cỡ nào cũng có thể quay đầu được. Đạo Phật là sự từ bi hỷ xả nên điều giúp cho người ta cơ hội để quay đầu. Nên 5 năm, 10 năm sau, 20 năm sau, nếu như những đứa còn sống thì quý vị sẽ thấy rằng là có người gặp những đứa đều học Phật được. Vì đạo Phật quý vị đều học được. Như một khu rừng vậy đó. Chờ mưa thì giống như đạo Phật vậy đó. Mưa xuống thì tất cả một khu rừng đều được hưởng hết. Cây to hưởng theo cây to, cây dừa dừa hưởng theo cây dừa dừa, mầm non hưởng theo mầm non, đại địa thì hưởng theo đại địa. Thì Phật Pháp như một cơn mưa to, quý vị chúng ta đều được hưởng hết. Nếu nói rằng người này học Phật không được, bạn sai. Họ chỉ cần quay đầu, bạn nên cho họ cơ hội đi. Đó là điều đặc biệt nhất của đạo Phật từ bi hỷ xả. Đây là những công đoạn chúng ta đều thấy mình có cơ hội nha quý vị. Hãy cố gắng niệm Phật, hãy nắm chắc cái môn tịnh độ này. Cả đời nên niệm Phật. Khi bỏ báo thân này, chúng ta đều hẹn gặp ở thế giới cực lạc nha quý vị. Chúc quý vị an lạc. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật.